베트남어를 공부하시는 국자여러분 반갑습니다. 오늘도 실생활에서 많이 사용해야 되는 표현을 한번 공부해 보겠습니다. 먼저 잘 단어를 확인하시고 또 설명을 읽어보시고 현지인의 발음을 먼저 한번 잘 들어보신 후에 설명을 드리도록 하겠습니다. 잘 보세요. 바울로우 bao lâu bao lâu cố gắng cố gắng cố gắng nhà thờ nhà thờ nhà thờ giúp 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 kẹt đường kẹt đường kẹt đường tránh 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 đức bà đức bà đức bà gấp 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 Từ đây đến đó mất bao lâu? Từ đây đến đó mất bao lâu? Từ đây đến đó mất bao lâu? Từ đây đến đó mất khoảng 10 phút. Từ đây đến đó mất khoảng 10 phút. Từ đây đến đó mất khoảng 10 phút. Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi?
Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố.
Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh?
Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp.자, 설명을 잠깐 드리겠습니다. 자, 첫 번째는 거강입니다. 거강. 이것은 노력하다, 애쓰다라는 표현인데, 그냥 거강, 이렇게 단독적으로 쓸수 있습니다. 그리고 거강 뒤에 동사를 쓰면 뭐 하도록 노력하다, 뭐 하기 위해 노력하다, 이런 표현이 됩니다. 힘쓰다, 이런 의미가 되니까 잘 기억하셔야 됩니다. 그러니까 저는 미래죠, 미래. 앞으로가 되겠죠? 저는 열심히 할 거예요, 노력할 거예요. Em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng. 나는 일찍 가기 위해서 노력할 거야. 일찍 도착하기 위해서 노력할 거야. 일찍 갈게. Anh sẽ cố gắng đến sớm, anh sẽ cố gắng đến sớm, anh sẽ cố gắng đến sớm. 자, 이 표현 알면 유용하게 쓰실 수 있겠죠? 꼭 기억하십시오. 줍이라는 말입니다. 돕다라는 의미이고요. 동사 뒤에 줍을 사용하면 어떤 일을 대신해 준다. 뭐 이런 표현으로 사용할 수 있어요. 자, 한번 보겠습니다. I'm come with you and then now. 나는 어떻게 너를 도와줄지 모르겠어. 내가 어떻게 너를 도와줄지 모르겠어 라는 표현이죠. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. 자, 다음에는 제가 요리해요. 뭐를요? 밥을. 근데 도와요, 엄마. 제가 엄마 밥하는 거 도와드릴게요. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. 다른 사람들에게 도움을 요청할 때도 좀 이렇게 겸손한 표현으로 사용할 수 있습니다. 그런데 앞에 라먼이라는 발을 붙이시면 됩니다. 자, 라먼입니다. 라먼. 자, 라먼 거 이즈 박스 이랬습니다. 자, 의사 선생님, 의사 부르는 걸좀 도와주세요. 의사 좀 불러주세요. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. 자, 다음입니다. 자, 이건 그대로 그냥 외워두시는 게 좋습니다. 이 표현은 그대로 외워두시는 게 좋습니다. 여기부터 거기까지 얼마나 걸려요? 그러니까, 예를 들면 길을 물어보거나 택시를 타거나 이럴 때 많이 사용할 수 있겠죠? 거기까지 얼마나 걸려요? 이런 표현입니다. 그냥 문장을 외워두시는 것이 좋겠습니다. Từ đây đến đó mất bao lâu? Từ đây đến đó mất bao lâu? Từ đây đến đó mất bao lâu? 자, 바울로우는 시간을 묻는 의문사입니다. 시간을 묻는 의문사예요. 과거를 나타낼 때는 나를 사용하면 되겠고요. 미래에는 셀을 사용하면 되겠습니다.
자, 여기서부터 거기까지 얼마나 걸려요? 이렇게 물어봤죠? 여기부터 거기까지 얼마나 걸려요? 시간이 얼마나 걸려요? 이런 표현입니다. 다시 들어보세요. từ đây đến đó mất bao lâu từ đây đến đó mất bao lâu từ đây đến đó mất bao lâu 자, 여기부터 거기까지 10분쯤 걸려요. 여기부터 거기까지 한 10분쯤 걸려요. từ đây đến đó mất khoảng 10 phút từ đây đến đó mất khoảng 10 phút từ đây đến đó mất khoảng 10 phút 자, 이거 베트남에 오셔서 베트남 사람들과 얘기할 때 굉장히 많이 사용하는 표현입니다. 자, 무슨 얘기입니까? 베트남어 공부를 과거죠? 베트남어 공부를 하다 얼마나 그런데 뒤에 러이를 붙이면 베트남어 공부 얼마나 했어요? 이런 표현입니다. Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? 자, 이런 표현은 그냥 외워주시는 것도 좋겠어요. 그러니까 예를 들면 혹시 너 한국어 공부 얼마나 했니? 이렇게 하면 여기만 M으로 바꾸고 여기만 땡한으로 바꾸면 그냥 사용할 수 있으니까 문장을 그냥 외워두시는 것도 좋습니다. 너 한국어 공부 얼마나 했니? Em đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Rồi, đáp cơ, Ok. đáp chung đi, đáp chung đi. Em đã học tiếng Hàn bao lâu rồi? Em đã học tiếng Hàn bao lâu rồi? Em đã học tiếng Hàn bao lâu rồi?자, 이게 그 실시간의 재미, 묘미이죠? 자, 너희 나 học tiếng Việt. Sao tháng rồi 그랬어요. Sao tháng rồi 6개월 공부했어요. 이런 말입니다. 6개월 공부했어요. 이런 표현이죠. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. 자, 그리고 그다음에 그러면 형 아니면 오빠 베트남어 이거 미래입니다. 미래 베트남어 공부 얼마나 더 이런 표현이니까 얼마나 베트남어 공부 더 하실 거예요? 이런 표현이죠. Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? 자, tôi sẽ học tiếng Việt sau tháng nữa 이랬어요. 자, 나는 미래입니다. 앞으로 공부하다 베트남어 사우탕 6개월 더나 앞으로 6개월 더 베트남어 공부할 거야. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. 자, 이런 문장들은 그냥 외워두시는 것도 괜찮을 것 같아요. 이런 문장들을 외워두시면 그대로 사용할 수 있으니까, 편리하게 사용하실 수 있으니까 외워두시는 것도 좋겠습니다. 그런데 한 가지 주의할 것은 이 사우탕이라고 했어요. 사우탕. 이게 뭐예요? 6개월이잖아요. 그러면 이게 순서가 이렇게 바뀌면 어떻게 될까요? 탕사우 그러면 6월 이런 표현입니다. 바뀝니다. 이게 바뀌니까 조심하셔야 됩니다. 6월이라는 말이 돼요. 위치가 바뀌면 6월달 이런 말이 되니까 주의하셔야 됩니다. 자, 이제 공부하신 내용을 기억하시면서 한번 문장을 볼 텐데요. 이거는 운전자와 탑승자의 대화입니다. 운전자와 탑승자의 대화니까 한번 먼저 한번 염두에 두시고 대화를 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 자, 나는 원해요. 가기를 우체국, 시 우체국. 나는 시 도시 우체국에 가기를 원해. 여기에서 거기까지 얼마나 걸려요? 이런 표현입니다. Tôi muốn đến bưu điện thành phố, từ đây đến đó mất bao lâu? Tôi muốn đến bưu điện thành phố, từ đây đến đó mất bao lâu? Tôi muốn đến bưu điện thành phố, từ đây đến đó mất bao lâu? 자, 탑승자입니다. 맛 광, 마무이 풋, 네이컴, 깨뜨. 제가 말을 잘못했네요? 제가 말을 잘못했어요. 죄송합니다. 이게 탑승자고요. 이게 그 운전자입니다. 바뀌었습니다. 제가 설명을 잘못했습니다. 여러분 양해 부탁드리겠습니다. 자,
30분쯤 걸리는데 길이 막히지 않으면 30분쯤 걸려요. 내가 노력할 거예요. 피해서 자주 막히는 길들을 피해서 가기도 하도록 노력할 거예요. 이런 표현이에요. 자, 30분쯤 걸리는데요. 길이 막히지 않으면, 길 안 막히면 30분쯤 걸려요. 그런데 저는 자주 길이 막히지 않는 길로 가도록 노력하겠습니다. 이런 표현입니다. 먹 khoảng 30 phút nếu không kẹt đường, tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường, tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường, tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. 자, 야터. 야터는 성당입니다. 성당. 자, 육바오. 자, 육바는 뭘까요? 성모 마리아, 마리아죠, 마리아. 거기는 어디예요? 여기. 그러니까 여기 뭐였죠? 시 우체국. 요건 그겁니다. 시 우체국에서 가깝다. 맞지? 그러니까 거기서 마리아 성당까지 가깝죠? 맞죠? 이런 표현이죠. Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? 예, 맞습니다. 맞습니다. 우체국 앞에서 바로 있어요. 우체국 앞에 바로 있어요. 이런 표현입니다. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. 아, 그러면 빨리 운전해 주세요. 빨리 운전해서 갑시다. 빨리 운전해서 가요. 저 바빠요. 저 지금 바빠요. 이런 표현입니다. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. 자, 잘 보셨습니까? 오늘의 표현들은 그냥 외워두시는 것도 좋을 것 같아요. 그대로 사용하시면 되니까요. 그리고 제가 가끔 실수합니다. 제가 가끔 실수하니까 여러분 양해 좀 부탁드리겠습니다. 제가 베트남을 잘하진 못합니다. 그냥 돌아다니면서 그냥 먹고 살 만큼만 하지 잘 못하니까 저도 여러분과 같이 공부하는 사람이라고 생각하시면 됩니다. 오늘 공부하신 표현들 다시 한번 잘 보시는데 단어 보시고 설명 한번 다시 한번 읽어보시고 현지인의 발음을 잘 들어보신 다음에 마무리하시면 좋겠습니다. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. Bao lâu? Bao lâu? Bao lâu? Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng. Nhà thờ. Nhà thờ. Nhà thờ. Giúp. 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 Kẹt đường. Kẹt đường.
Kẹt đường. Tránh. 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 Đức bà. Đức bà. Đức bà. Gấp. 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 Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất khoảng 10 phút. Từ đây đến đó, mất khoảng 10 phút. Từ đây đến đó, mất khoảng 10 phút. Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Anh đã học tiếng Việt bao lâu rồi? Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Tôi đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Anh sẽ học tiếng Việt bao lâu nữa? Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Tôi sẽ học tiếng Việt 6 tháng nữa. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng.
Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh sẽ cố gắng đến sớm. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. Anh không biết giúp em thế nào. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Con nấu cơm giúp mẹ nhé. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Làm ơn gọi giúp bác sĩ. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện.
Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Tôi muốn đi bưu điện thành phố. Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Từ đây đến đó, mất bao lâu? Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Mất khoảng 30 phút nếu không kẹt đường. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Tôi sẽ cố gắng tránh những đường hay kẹt. Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Nhà thờ Đức Bà ở gần đó phải không anh? Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Đúng rồi, ở ngay trước bưu điện. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Vậy anh đi nhanh giúp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp. Tôi đang gấp.